Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh nha. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người về một cái vấn đề mà khi Minh up cái video lên là lý do tại sao mà Minh không đi làm mà Minh ở nhà đó. Thì có rất là nhiều người vào comment chửi rất nhiều và đồng tình cũng rất nhiều. Có nhiều người nằm trong cái trường hợp của Minh và họ hiểu được cái hoàn cảnh của mình, thì họ đồng cảm và bắt đầu họ cũng chia sẻ, họ kêu bằng an ủi mình và khuyên nhủ mình ở cố gắng đi em này kia. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ chửi, họ nói mình nằm biếng. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái cảm nghĩ của cái người phụ nữ khi mà ở nhà được chồng nuôi như thế nào nha mọi người. Và mời mọi người theo dõi video của mình nha. Hai cả nhà, bây giờ buổi sáng mình uống một cái ly táo ép để giảm cân đó mọi người, và giảm mỡ trong người của mình. Thì sẵn đây mình chia sẻ với mọi người về cái vấn đề là có rất là nhiều người bàn tán đối với đàn ông. Thì theo mình thấy là đa phần cái phần trăm mà nhắn tin comment cho mình á, mà nói là cái người đàn bà mà ở nhà chồng nuôi á, là làm biếng á, là thế này thế kia á, thì hầu như là những comment đó đều là của đàn ông hết các bạn. Tất cả luôn đều là của đàn ông. Có một số ít, rất ít thôi, là họ nhắn tin, họ comment là họ nói là nếu em nói vậy thì cũng không đúng. Nói chung là họ cũng đứng về một cái quan điểm của mình một chút, nhưng mà họ theo kiểu là nó, họ không có đứng hết về cái quan điểm của mình, nhưng mà họ cũng có một cái khía cạnh là họ không đồng ý với mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái cảm giác mà khi cái người phụ nữ ở nhà được chồng nuôi á, thì có thật sự là sướng như một cái người đàn ông họ ban bố cho người đàn bà hay không. Thì các bạn biết không, cái đối với người đàn ông á, mà khi mà họ nghĩ là cái người phụ nữ họ chỉ cần ở nhà thôi và chăm con thôi, rồi còn tiền bạc vật chất đồ đó là chồng sẽ đi làm về và cung cấp cho cái người đàn bà. Đối với người đàn ông á, họ nghĩ trong cái đầu của họ các bạn, họ nghĩ là cái người đàn bà ở nhà là ăn và ở không, chỉ là ăn và ở không. Cho nên cái câu nói đó các bạn, đó là cũng là một câu nói mà làm cho cái người phụ nữ Việt Nam của mình vùng lên một thời gian sau đó các bạn. Năm 2000 thế kỷ 21 đó, là người phụ nữ Việt Nam mình vùng lên là như vậy đó. Và các bạn biết không, khi mà cái người đàn ông mà họ đem tiền về cho người phụ nữ, họ nghĩ là cái người đàn bà ở nhà không có làm gì hết trơn, chỉ có là nấu cơm nấu nước rồi ăn thôi, ăn uống xong rồi chơi với con rồi khỏe rồi, đâu cần làm gì nữa đâu, sung sướng quá trời, mà đâu cần phải đi kiếm tiền như đàn ông đâu, ở ngoài đường cực nhọc cày bừa đồ rồi khiêng vác nặng nề, rồi nhiều khi phải dòm sắc mặt người ta để mà kiếm cái đồng tiền đi về nữa. Thì ngày hôm nay em xin thưa với tất cả các anh mà đã có ý nghĩ đó đó, những cái anh mà đàn ông mà đang có cái ý nghĩ mà nói người đàn bà ở nhà là chồng nuôi là sướng đó, thì em xin thưa với các anh đó luôn, nếu như vậy thì các anh ở nhà đi, các em đi làm cho. Thật sự là như vậy. Nếu như các anh mà nghĩ là cái người đàn bà mà ở nhà sướng hơn đi làm, thì mấy anh ở nhà đi, mấy em đi làm cho. Tại vì hả, mấy anh biết ở nhà hả, bây giờ nói về cái vấn đề là nói mấy chị chỉ cần lo việc nhà thôi, đâu có nặng đầu nặng ốc đâu. Thì mấy anh hả, ở nhà làm thử đi rồi biết. Bao nhiêu việc không tên, làm suốt. Ví dụ như bây giờ làm hả, chăm con, tắm rửa đái ỉa rồi nấu cơm cho con ăn, lo cho con ăn uống sao mà cho đầy đủ dinh dưỡng, rồi làm sao sắp xếp thời gian mà nấu cơm cho chồng của mình nó ăn sao mà cho nó vừa ý, rồi tất cả mọi thứ, đủ thứ trên đời hết, rồi phải dọn dẹp nữa các bạn, dọn dẹp giặt quần giặt áo. Thì đúng là cái người đàn ông nói là nếu như mà bây giờ tao đi kiếm tiền thì mày ở nhà phải, mày phải lo những cái việc đó. Thật sự là cái chuyện đó thì cái người phụ nữ họ hiểu được là cái người đàn ông đã đi ra ngoài đường, những cái việc họ làm là đã rất là mệt rồi, cho nên họ muốn là họ sẽ quán xuyến hết tất cả những cái thứ ở trong nhà để cho cái người đàn ông họ nhẹ đầu, và họ không cần phải giống như là khi họ bước về nhà là họ thấy căn nhà nó mát mẻ, nó sạch sẽ, và họ thư giãn, họ cảm giác là khi họ về nhà là họ được giống như là được một cái
cái không khí nó trong lành và nó thư giãn, nó sạch sẽ, để cho người đàn ông của mình nó có thể lấy lại tinh thần. Hoặc đôi khi người phụ nữ họ nấu cơm nấu nước, họ trưng bày, họ chờ sẵn người đàn ông về ăn thôi. Đó là cái suy nghĩ của người phụ nữ. Rồi á, mà những người đàn ông họ không có biết được là cái người đàn bà họ không thích ở nhà để cho người đàn ông đi làm về đưa tiền. Thì ai, cái người phụ nữ nào họ cũng muốn là người đàn ông đưa tiền cho mình hết. Nhưng mà họ muốn thêm một điều nữa là họ muốn tự đi làm, tự lấy cái đồng tiền đó, rồi mua sắm. Rồi có thể là ví dụ như bây giờ anh làm 1, anh làm 10, em làm 1 cũng được nữa. Ví dụ như giờ anh làm 1 tháng anh làm 20 triệu đi, ví dụ vậy đi. Còn đối với em thì em đi làm em chỉ cần kiếm 1 tháng 5 triệu thôi. Nhưng mà họ chấp nhận, họ muốn đi làm. Các bạn biết được cái cảm giác một người đàn bà mà khi ở nhà mà không đi làm được nó như thế nào hay không? Chỉ có những người đàn ông á, họ ích kỷ, những con người họ ích kỷ và họ nghĩ á, là khi họ mang cái đồng tiền về cho cái người đàn bà đó là cái người đàn bà phải biết ơn họ, phải đội ơn họ và phải tôn thờ họ, thì họ mới thốt lên cái câu nói là bà ở nhà sung sướng quá rồi, tôi đi kiếm tiền cực nhọc mà bây giờ bà còn đòi hỏi gì nữa. Thì có chỉ có những người đàn ông như vậy thì họ mới suy nghĩ cái kiểu đó thôi. Chứ thật sự khi mà các ông mà chịu lắng nghe về cái tâm tư của người phụ nữ thì các ông sẽ hiểu được là cái người phụ nữ họ không có thích ở nhà đâu các bạn. Họ không thích ở nhà để mà theo kiểu là bao nhiêu việc. Mình hỏi các bạn, khi mà chồng đưa tiền á thì xài cũng phải suy nghĩ. Bây giờ mình xài á, đã mình không làm ra tiền phụ chồng mình rồi mà bây giờ mình còn xài tiền nữa thì tội cho ổng. Thì vợ chồng mà sống chung với nhau thì thương, phải lo cho sức khỏe chồng mình chứ. Là nó, nếu như mình xài vậy thì ông chồng mình ổng đi làm cực rồi hả, bao giờ mình mới có nhà, bao giờ mình mới có xe, hay hoặc là đại loại cái gì vân vân và vân vân. Cho nên người phụ nữ họ sẽ tiết kiệm lại các bạn. Và ví dụ như ngày xưa họ đi làm được, họ sẽ mua được cái quần cái áo cho họ. Mà các bạn biết cái người phụ nữ họ mà mất đi những cái khoản mà đi shopping rồi mua quần áo rồi mua mỹ phẩm rồi mua giày dép hay bất cứ cái thứ gì mà để làm đẹp được á, là cái người phụ nữ họ buồn lắm, họ buồn dữ lắm. Nhưng mà cái đó là họ phải chịu thôi, tại vì họ ở nhà họ biết được là cái chi tiêu của mình và cái kinh tế của mình bây giờ chỉ là có một người làm thôi. Mà bây giờ mình xài như vậy á thì ví dụ như cho là chồng mình làm tiền nhiều đi mà mình không biết gói ghém thì bao giờ mình mới mua nhà được. Đó là cái kiểu suy nghĩ của người phụ nữ. Và cái người phụ nữ họ lúc nào họ cũng muốn kiếm thêm cái việc làm. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy ở bên Việt Nam mình đó, có những cái công ty họ cho nhận đồ về nhà làm. Và những cái người đàn bà đó ở nhà, họ ở nhà thiệt, nhưng mà họ vẫn kiếm cái việc gì đó họ làm ra tiền. Chứ không phải là nói tiếng là ở nhà rồi là không có làm gì ra tiền. Giống như những người vô cái comment của Minh mà chửi Minh đó, nói là mày làm biếng cho nên mày ở nhà rồi giọng thứ như mày đi qua Mỹ sống chi cho chật đất. Mình nói thiệt các bạn, nếu như thật sự làm biếng thì ở Việt Nam cũng chật đất, không cần phải qua Mỹ đó. Mà hỏi chồng mình á, nói là hỏi ổng thử, anh hồi đó giờ em có xin anh đi làm không? Có đúng không? Đó, hỏi ổng mà do ổng không cho đó, có ổng luôn á, mọi người thấy đó. Làm lúc nào, lúc mới qua là mình cãi lộn với ổng về cái chuyện đó. Là mình nói là anh không cho em đi làm này kia nọ, tôi dãy, tôi la làng lên, tôi đòi đi làm. Mà ổng dứt khoát không là không, ổng nói bây giờ em ở nhà đi. Bây giờ con nó vẫn chưa có lớn, mà gửi người ta thì người ta chăm không có kỹ. Mà đặc biệt là chồng của mình á, ổng theo kiểu là ổng đòi hỏi cái sự hoàn hảo đối với cái đứa thằng con trai này nè. Cho nên hả, nhiều ổng nói là ai chăm cũng không bằng mẹ chăm hết á. Cho nên ổng nói là dứt khoát anh sẽ lo cho cái công ăn việc làm, tiền bạc anh sẽ lo hết, em chỉ cần ở nhà lo cho con, đến khi con mà nó đi học được thì em muốn làm gì đó làm. Và mình, các bạn biết không, mình đâu có chịu ngồi yên. Đối với mình là một người làm kinh doanh ngày xưa là có một cái tiệm vải và đồng tiền lúc nào nó cũng luân phiên ra vô á. Đến khi mà mình lấy ông xã mình đi về quê mình ở á, mình cũng không có chịu được cái cảnh mà ngồi không đó các bạn. Các bạn biết được cái người mà người ta làm ra tiền á, mà khi mà người ta không làm được ra tiền á, họ rất là khó chịu. Cái mình cũng ở nhà lúc đó là mang bầu, không có đi làm được và sanh anh này.
Thì trong vòng một năm hơn đó, đi ra ba đi con, đi ra ba đi, đi ra ba đi, ba kìa, ba mum mum, ở ba mum mum đi, ba mum mum. À, các bạn biết hả, trong thời gian đó Minh hả cố gắng tìm việc này việc kia làm, và lúc đó Minh lên mạng xã hội. Kìa đi xe ba nè. Rồi mà các bạn biết không, lúc đó là Minh đi lên mạng, Minh online, Minh chơi Facebook rồi đó. Mình thấy rất là nhiều người họ bán hàng online các bạn. Họ bán mỹ phẩm, họ bán quần áo. Nhưng mà thời gian đó là Minh bắt đầu Minh xài kem. Minh về quê thì nắng ở dưới quê rất là nắng gắt. Rồi cái mình bị đen á, cái mình cần kem dưỡng để cho nó đừng có bị đen mà nó trắng, cái da mình nó đẹp á. Thì mình xài cái hiệu kem đó mình thấy rất là tốt. Và mình xin làm nhân viên của cái con bé đó. Rồi cái lúc đó là bắt đầu cái mình cứ đăng bài mỗi ngày vậy các bạn. Mà các bạn biết trong vòng 6 tháng trời mình không có một người khách. Nhưng mà mình vẫn kiên trì đăng bài. Trong 6 tháng đó mình đăng bài không có ai mua hết các bạn, nhưng mà mình vẫn kiên trì mình đăng. Và cái kem thì mình vẫn mua, mình xài hàng tháng. Rồi cái xong cái mình đăng bài, nhưng mà mình nghĩ là nếu như mình kiên trì là mình sẽ có khách, tại vì có nhiều người họ bán mà theo kiểu là họ bán những cái kem không chất lượng mà mình đã từng mua rồi, và kem nó không chất lượng, mình xài nó không có trắng. Thì mình nghĩ là kem của mình chất lượng, chỉ cần là họ chịu mua thôi là mình sẽ có khách. Các bạn biết không, mình đăng tới khi mà mình gần sanh anh này tới 8 tháng mấy, 9 tháng, tất nhiên là lúc đó là bắt đầu mình mới có khách các bạn. Con trai em nó rủ ra bàn ngồi cho nên em ra đây em ngồi. À, mâm miếng. Rồi á các bạn biết không, cái lúc đó cái mình cũng thời gian đó bắt đầu mình có khách rồi, bắt đầu họ mua kem mình, bắt đầu họ xài, họ thấy ok, bắt đầu cái họ cứ đặt kem vài. Mà các bạn biết lúc đó mình bán một hũ kem mình lời có 50.000 các bạn. Mà các bạn biết không, mà mấy tháng như vậy mới bán được một hũ, nhiều khi một tháng mới bán được một hũ. Rồi các bạn biết mà mình vẫn kiên trì mình làm. Cái chồng mình mới nói là em rảnh quá, tiền anh gửi về cho em một tháng á, nói thiệt luôn cái đó không bằng là một cái lẻ nhỏ của cái tiền anh gửi cho em nữa, mà em làm chi vậy. Ông mới nói vậy, cái mình mới nói không, nhưng mà em thích, thà em kiếm mà được 50 đồng cũng là cái tiền đó của em, 50.000 cũng là tiền đó của là em làm ra, em cảm thấy nó vui. Cho nên hả mình kiên trì mình làm hoài các bạn, mình làm hả. Rồi cái lúc đó bắt đầu cái từ từ cái bắt đầu mình có khách, mình có chi nhánh đồ. Rồi lúc đó là một tháng mình kiếm cũng được 3-4 triệu. Rồi cái bắt đầu lên từ 3-4 triệu tới lên 7-8 triệu một tháng các bạn. Và các bạn biết không, cái lúc đó mình ở nhà, khi mà mình ôm cái máy điện thoại mà mình đăng mình bán hàng như vậy đó, ai cũng nói mình khùng hết trơn á. Rồi ai cũng nói là mình làm biếng, mình ôm cái điện thoại để nói chuyện thôi, chứ làm gì trên đó, bán buôn gì trên đó. Rồi ai mà mua trên đó, mày bán hàng online ai mà tin tưởng mà mua. Ba cái quỹ hàng online toàn là lừa gạt, họ nói gì đó. Nhưng mà mình vẫn im lặng mình làm. Và các bạn biết không, đến một thời điểm nào đó là mình lên tới đại lý miền Tây các bạn. Mình làm là mình làm tổng đại lý ở khu vực miền Tây. Là cái thời gian đó khi mà mình lên làm tổng đại lý khu vực miền Tây thì khoảng một tháng sau là mình đi qua bên Mỹ luôn. Cho nên cái lúc mà thời gian đó bắt đầu cái mình làm tổng đại lý miền Tây rồi, cái mình thấy vậy thôi mình không có làm nữa, mình đưa lại những cái khách hàng á, và những cái gì đó lại cho những cái đại lý ở dưới, những cái chi nhánh ở dưới cho nó làm. Và mình bỏ, mình không làm nữa. Đến khi mình qua bên đây rồi là mình không có làm nữa. Tất nhiên là cái thời gian đó là mình vẫn làm ra tiền các bạn. Tuy là ở nhà mình ôm con nha, vẫn là ở trong nhà không cần đi, không có đi đâu hết trơn, ở trong nhà cho con bú rồi thay tã thay sữa, nhiều khi còn nằm cử ở trên giường nữa các bạn. Nằm cử trên giường thì các bạn nghĩ là làm gì ra tiền. Nhưng mà thời gian đó mình vẫn làm ra tiền. Mình vẫn bán hàng online được, vẫn có tiền. Mỗi lần mà đi giao hàng mình sẽ gọi điện cho ba mình, hoặc là mình gọi điện cho những cái người mà shipper đó, họ bưu điện đó, họ lại tới nhà họ lấy hàng xong rồi họ gửi cho mình. Các bạn biết mình vẫn tìm đủ mọi cách để mình tìm ra tiền, kiếm tiền cho bản thân mình. Và khi mà mình làm được cái đồng tiền, tuy nó có nhiều, chỉ có 5 đồng, 10 đồng à, đối với bên Mỹ này 5 đồng, 10 đồng, ở Việt Nam là mấy trăm ngàn hoặc mấy chục ngàn thôi. Nhưng mà mình cảm thấy vui vì đồng tiền đó mình làm ra. Cho nên khi mà mình đặt chân qua đến nước Mỹ này các bạn, mình cũng tìm đủ mọi cách để mình làm, kiếm tiền. Nhưng mà ở bên đây họ không có những cái công việc làm ở nhà dành cho những cái người mẹ bỉm sữa giống như mình. Cho nên các bạn biết mình tìm đến YouTube và bắt đầu mình đi cày YouTube các bạn. Mình cày YouTube cho nên có nhiều người họ nói là mình
làm ở nhà không chịu đi làm biếng lên mạng nói nhảm. Thật sự mình đang lên đây á, mình nói mình làm YouTube với tất cả mọi người và mình chia sẻ những thông tin của mình về cái nước Mỹ cho tất cả mọi người nghe. Đó là cũng là công việc làm hàng ngày của mình đó các bạn. Và cái công việc mình khi mà mình đặt chân đến nước Mỹ này, đầu tiên là mình làm là các bạn biết gì không? Là mình sửa quần áo các bạn. Mình gặp những cái người bạn bè cái mình nói với người ta, mình nói là ừ em biết sửa, em biết em là thợ may, nếu anh chị có muốn sửa quần áo gì đó thì hãy đem đồ đến cho em sửa cho, rồi em lấy giá mấy chị muốn cho nhiêu cho, miễn miễn có cho tiền em là được rồi. Và mình nghĩ là mình không biết là bên đây họ lấy bao nhiêu giá tiền, cho nên mình mới nói là anh chị, ví dụ anh chị đi ra ngoài chợ anh chị sửa bao nhiêu gì đó thì anh chị cho em với cái mức đó hoặc là rẻ hơn cũng được. Mà em cái ở ngoài chợ thì họ lấy 10.000, 10 đồng khi mà lên like một cái quần. Nhưng mà mình á mình thì mình lấy chỉ có 7 đồng tại vì mình không có mướn mặt bằng rồi rồi mình không cần phải đóng thuế nữa, cho nên mình lấy 7 đồng thôi là được rồi. Và mình cũng là ở nhà nữa, mình sửa rẻ thì người ta mới làm. Đó thì mình lên một cái like quần vậy là mình lấy 7 đồng. Và các bạn biết không, và cái anh chị họ thương mình, họ hay sắm quần áo nhiều á, cái họ họ mỗi lần họ lên like hoặc là đôi khi nhiều khi những cái đồ đó không 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 cần tới nữa nhưng mà họ cũng lục ra và họ đưa cho mình, họ kêu mình lên like cho họ rồi họ trả tiền cho mình để tạo công ăn việc làm cho mình các bạn. Rồi cái mấy anh chị rất là thương và mấy anh chị đi ví dụ như gặp ai muốn lên like quần hay gì đó là cái đầu họ kêu là ừ con Minh nó làm gì gì vậy đó, mày có lên like thì để tao gọi cho nó rồi nó chạy qua nó lấy đồ, mày cứ để đồ ở đây đi rồi nó, đến khi nào mà nó làm xong thì để ở đây mày chạy qua mày lấy lại. Đó các bạn, là cái công việc đầu tiên mà khi mình đặt chân đến nước Mỹ này là mình sửa quần áo cho người ta. Và cái việc thứ hai mà mình làm được ra tiền đó là các bạn biết không, mà các bạn biết những cái công việc mình làm nó không có bao nhiêu tiền chứ các bạn, nhưng mà mình vẫn làm. Thì những người nào đó mà nói cái câu nói là mình là một người làm biếng thì hãy suy nghĩ là cái lời nói của mình, xem coi mình nói có thật sự đúng hay không, hay là mình đang gieo cái nghiệp cho cái khẩu nghiệp của mình. Là những cái video, trong cái video đó mình có kể cho mọi người nghe là khi mình qua Mỹ này mình vẫn đi làm những cái công việc nào mà anh chị nào kêu mình làm thì mình vẫn làm. Như nhiều khi á cái mình mướn qua cái nhà thứ hai thì cái nhà anh đó ảnh ảnh là người đàn ông, anh không có dọn dẹp và nó rất là dơ. Và mình á thì mình là người phụ nữ, mình cảm thấy dơ mình chịu không nổi, bắt đầu mình dọn dẹp. Mình dọn dẹp thì ảnh mới nói là ảnh mới thấy mình dọn dẹp cực quá, ảnh mới nói là thôi tội nghiệp quá, thôi em giúp anh dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ thì anh sẽ gửi một chút tiền coi như là cảm ơn em và giống như là mua cho con em nó mấy bình sữa để nó uống. Thì không phải là họ trả lương cho mình nhưng mà cái đó là họ gửi lời cảm ơn đến mình, là một tháng họ đưa mình 50 đồng. Các bạn nghĩ đi, ở nước Mỹ này một tháng 50 đồng nó là cái gì? Nó không là cái gì hết. Đối với mình nói thiệt cái đó không là cái gì đối với người ta hết. Và nếu như nói cái đó là trả tiền công cho mình để dọn dẹp thì nó không phải, nó cũng không phải nữa. Giống như họ tặng mình thôi. Mà các bạn biết không, mà mình vẫn làm. Mình vẫn làm rồi cái mình nghĩ là mình nhận tiền của người ta thì mình phải phải làm cho nó đàng hoàng, nó sạch sẽ. Rồi các bạn biết không, cái mình dọn dẹp cái xong một thời gian sau mình nói ảnh là thôi bây giờ em không có lấy tiền của anh nữa, bây giờ em cảm thấy em dẹp được thì em dẹp được thì thôi. Tại vì các bạn biết không, khi mà cái người ở chung á họ thấy mình làm á và họ thấy mình nhận tiền của ông này vậy á, cái họ bài các bạn, họ bài ra. Lúc đầu là mình nghĩ là mình dẹp cho nó sạch sẽ để mọi người ở chung trong nhà nó đỡ dơ và đỡ bệnh thôi. Và bắt đầu họ thấy mình nhận tiền vậy, cái bắt đầu họ bài bắt đầu họ nói mình một câu, họ nói là mày nhận tiền mày phải làm chứ. Cái mình nói ủa chị ơi, cái tiền này không phải là tiền thuê em mà cái tiền này là ảnh tặng cho em đã lúc đầu em đã không nhận, em nói em không nhận, nhưng mà ảnh nói cái này là tiền anh cho thằng nhỏ, anh cho nhỏ để nhỏ mua bánh mua kẹo hàng tháng, là cho nhỏ để mua bánh mua kẹo chơi thôi, giống như anh thương nó anh cho nó thôi, chứ anh không có tiền này. Anh có nói lúc đầu ổng đưa cho mình là mình có nói là mình không có nhận, rồi cái ổng mới nói là tiền này anh cho con em chứ anh không cho em đó. Thì cái họ mới nói là mình nhận tiền là mình phải làm, cho nên thời gian sau mình nói là mình không có nhận tiền anh nữa, bây giờ em dẹp được cái gì giúp anh thì dẹp chứ em không nhận tiền nữa. Đó là những cái công việc đó các bạn. Rồi có nhiều người họ kêu mình nó là đi đến nhà
chơi rồi xong rồi á dọn dẹp phụ nhà họ, thì mỗi lần họ mình đến chơi cái mình dọn dẹp cái họ cho mình mấy chục đồng vậy các bạn. Mình vẫn làm, không phải là mình không làm, mà hễ mà ai kêu mình là mình làm hết. Mà cái thời gian sau này cái đầu cái các bạn biết không, chị ở nhà này nè, chị cũng thương lắm. Rồi cái đầu cái công việc hiện tại bây giờ mình vẫn làm, đó là sửa quần áo các bạn, và ai kêu hay là ai đưa đồ cho mình là mình làm hết. Và những cái người mà thật sự mà chưa hiểu và xem cái video đó mà nói lên cái câu nói đó đó, thì hãy xem lại những cái gì mà mình đã kể và hãy suy nghĩ, hãy dùng cái não của mình suy nghĩ trước khi mình thốt ra cái lời nói mình chửi mắng người khác. Đúng là những cái lời nói của các bạn mình không quan tâm, nhưng mà mình cảm thấy là các bạn là một con người kêu bằng thiển cận, vô cùng thiển cận. Giống như á, bởi vì cái trong cái xã hội có rất là nhiều người các bạn, họ sống vì cái lời nói á, và khi mà họ nghe có nhiều cái tin mà dồn dập đến họ và chửi họ, cái bắt đầu cái họ bị tự ti và bắt đầu cái có nhiều người họ nghĩ quẩn và họ tự giận nữa các bạn. Cho nên á hả, cái những cái lời nói của mình á thốt ra thì mình cũng nên suy nghĩ xem là họ đã nói cái gì và mình hiểu cái vấn đề đó hay không thì mình hãy chửi người ta. Nếu như mà mình thật sự là mình làm biếng, mình nói thiệt các bạn luôn á, mình không cần phải lên YouTube mình làm đâu các bạn. Tại vì á, nếu như ai làm YouTube rồi thì họ sẽ hiểu được là làm YouTube không đơn giản giống như là các bạn nghĩ là chỉ quay video, ngồi nói nhảm quay video, hoặc là quay cái công việc làm hàng ngày rồi rồi cũng có một cái video. Mình nói thiệt các bạn luôn, ngày hôm nay như ngày hôm nay mình có được cái kênh YouTube được 60 mấy ngàn lượng subscribe như ngày hôm nay, đó là cái công sức của mình. Sáng mình thức dậy chỉ cần mà mình mở mắt ra thôi là mình leo lên máy laptop mình ngồi, mình leo lên máy laptop mình ngồi, mình đi tương tác với người khác. Và cái buổi sáng đó mình sẽ tranh thủ mình lo cho con cái ăn uống xong rồi mình quay qua là bắt đầu mình quay video để úp nguội vào mỗi buổi sáng. Rồi cái xong khi mà quay những cái video đó đó các bạn, rồi mình phải chỉnh sửa nữa, mình phải chỉnh sửa những video như vậy nữa. Rồi bắt đầu khi mà chỉnh sửa những cái video vậy, rồi trong thời gian đó mình sẽ đi tranh thủ mình làm đồ ăn để cho chồng mình, ổng đi làm về ổng có đồ ăn ăn và con mình nó có bộ đồ ăn ăn buổi chiều. Rồi các bạn biết không, sau khi như vậy rồi bắt đầu mình quay qua mình đi nó đi chỉnh sửa video xong đúng không, rồi bắt đầu mình đi tương tác, mình cầm điện thoại mình đi tương tác, mình đi xem video cho người ta, rồi mình đi thả comment cho người ta. Mình nói thiệt các bạn luôn, mình lê quay từ sáng cho tới 12 giờ đêm là cái công việc của mình nó xen kẽ vô với cái YouTube, mà hầu như là thời gian mình dành cho YouTube rất nhiều các bạn. Và có nhiều người họ nói là tại sao kênh của mình phát triển như vậy, là mình cố gắng lúc nào mình cũng sắp xếp mình làm. Các bạn biết có một thời gian tuần trước là mình đã bệnh bệnh nói chuyện không được luôn, nhưng mà mình vẫn cố gắng làm đều đặn hàng ngày để có những cái video ra đều 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 hàng ngày, vì mình xác định là mình làm YouTube này là mình làm nghiêm túc và đó là một công việc. Và thật sự mình là bây giờ là một mẹ bỉm sữa và là một YouTuber, là mình xem cái công việc này của mình đó là một công việc thực thụ, giống như ngày xưa mình bán hàng online vậy đó mọi người. Giống như ngày xưa mình ngồi mình bán hàng online là các bạn biết không, nhiều khi mình lên mình cầm cái máy các bạn, mình cứ đăng bài hoài. Không con ăn đi, mẹ không ăn đâu. Rồi có nhiều người các bạn biết không, không mẹ không ăn, no 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 không ăn. Cái có nhiều người bạn của mình đó bạn, họ ghét mình luôn, họ xóa kết bạn mình luôn, họ thấy mình đăng bài hoài đó họ thấy phiền, họ xóa kết bạn với mình luôn. Và các bạn biết hả, mà mình vẫn kiên trì mình đăng. Và các bạn nghĩ đi, cái những cái việc như vậy mà ngày xưa mình bán hàng online, các bạn biết cái lúc mà mình bán hàng online á khó lắm, kiếm một người khách rất là khó. Rồi cái khi mà mình ôm máy mình tư vấn cho khách hàng á, nó nhắn tin mình 11 giờ đêm mà lúc đó mình vẫn còn thức nha, mình vẫn cầm máy lên mình trả lời người ta các bạn. Lúc đó là mình chưa ngủ nữa. Có nhiều người họ thức trễ á, họ nhắn tin cho mình. Mà các bạn biết tư vấn khách hàng á đâu phải là các bạn bay vô bạn nói là giá tiền nhiêu rồi mua nhiêu rồi này kia nọ. Các bạn phải tư vấn là da của bạn có hợp hay không, người da các bạn bị như vậy thì xài nó bao lâu nó hết, rồi nó công dụng ra sao, rồi cái loại nào là phù hợp cho da của mình,
vân vân và vân vân. Tư vấn một người, mình nói thiệt các bạn không, tư vấn một người nhiều khi hả nói chuyện từ 10 giờ đêm mà tới 12 10 giờ mà tới 12 giờ đêm. Có nhiều người họ nói xong bắt đầu họ quay qua hỏi thoại hỏi thăm mình, rồi các bạn cũng phải trả lời. Các bạn biết không, nhiều người hả mình ngồi mình ôm máy mình tư vấn họ cả ngày vậy đó bạn. Theo kiểu là họ họ nhắn tin họ hỏi rồi mình phải trả lời, rồi cái mình bận biểu hay gì đó mình bỏ điện thoại đó, cái chút xíu sau mình trở lại mình thấy tin nhắn của họ nữa bắt đầu trả lời tiếp. Mà không phải là mỗi người nhắn tin cho mình hỏi đều mua, không hề nha các bạn, không hề. Và có những đứa nó thấy mình bán hàng online gì đó là nó nhắn tin cho mình là nó biết mình sẽ trả lời, tại vì những người bán hàng online là họ cần khách hàng, và khi mà khách hàng họ nhắn tin cho cái trang đó là bắt đầu họ nhất định họ sẽ trả lời, dù không cần biết là người người đó là phá mình hay không. Các bạn biết không, nhiều khi mình ngồi mình nói chuyện với người đó đó, mình không biết, mình mập mờ mình không biết là người đó là thật sự có mua hàng của mình hay không, mà họ vẫn cứ nhắn tin mình hoài mình không trả lời. Cái họ nói mua hàng mà không trả lời, bán hàng gì mà chảnh vậy, rồi này kia cái nọ đủ thứ hết trơn các bạn. Cái mình cũng không có muốn bỏ sót bất cứ ai, cái mình phải trả lời. Và ngày hôm nay mình làm YouTube cũng như vậy các bạn, lên đây mình làm YouTube ai nhắn tin cho mình cũng trả lời hết, ai comment mình cũng phải trả lời, rồi nhiều khi mình thấy được những cái comment của họ mình cũng phải thả tim cho họ. Rồi có những người họ trả họ nói là con nhỏ này chảnh làm video mà người ta comment không trả lời. Mình nói các bạn á, cái lượng video của mình hiện tại bây giờ là 200 mấy rồi, 100 mấy, bước qua 200 rồi. Mà một ngày như vậy không phải là một cái video, không phải là mình up một video là họ xem một video các bạn. Và những cái video cũ của mình up lên là họ vẫn xem. Cho nên khi mà họ comment vào những video cũ á, mình không thấy các bạn. Nó bị trôi bài. Nó kêu bằng quá nhiều comment á, thì nó bị trôi bài hết là mình sẽ không thấy. Mà hễ mình thấy comment của ai đó là mình sẽ thả tim hoặc là mình trả lời cho họ, chứ không có cái việc là không trả lời. Những cái comment mà mình không trả lời đó là những comment bị trôi, mình không thấy, hoàn toàn không thấy nha các bạn. Và chia sẻ với mọi người về cái cảm giác của mình khi mà mình ở nhà mình nhận tiền, theo kiểu như mọi người nói á, là mình ở nhà mình để chồng nuôi là sướng. Thì cảm giác của người phụ nữ ở nhà nhận tiền chồng nuôi có thật sự sướng hay không thì mình đã nói cặn kẽ với tất cả mọi người biết rồi đó. Nếu nếu như mà thật sự là sướng và vui vẻ thì mình sẽ không bao giờ tìm đủ mọi cách để kiếm tiền các bạn. Không bao giờ. Mình hỏi các bạn chứ thay vì mình ở không đi cho nó sướng người, tại sao mà phải dọn dẹp mà lụm có mấy chục đồng một tháng? Phải chi mấy chục đồng một ngày cũng còn được đi. Còn này mấy chục đồng một tháng, chỉ mấy chục đồng mà mình vẫn làm. Đó là nếu như ai xem video này, xem cho kỹ video và hãy suy nghĩ trước khi chửi mình. Mình biết là sẽ có rất là nhiều người chửi, có nhiều khi họ biết là mình không có làm biếng nhưng mà họ vẫn chửi, họ chửi vì mày lấy chồng Việt kiều, tao ghét tao chửi, giống vậy đó. Thì đối với ai yêu thương mình hay là những người nào đó quan tâm về cái cuộc sống của mình thì xem video của mình ngày hôm nay sẽ hiểu hơn về cái cuộc sống của mình hiện tại và những cái suy nghĩ của mình trong cái cuộc sống này trên cái nước Mỹ này và những cái điều mà mình đang làm như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng quên đăng ký subscribe ủng hộ kênh cho mình nha. Nhớ đừng quên đăng ký ủng hộ kênh cho mình và đừng quên thả like ở cái video này và bấm subscribe cho mình nha. Đó, con trai của mình nó đang kêu gọi đó. Bye bye. Bye, đúng rồi con, bye.